Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4 trang 137 138 phần luyện tập chung nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ câu số 1 tính. Câu A là 5/9 chia cho 4/7. Như phép chia mình sẽ biến thành phép nhân đảo ngược con số phía sau dấu chia. Có nghĩa là bằng 5/9 nhân cho 7/4, đúng không? Rồi sau đó mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu là ra kết quả cuối cùng, đúng không nào? Nếu phân số mà chưa tối giản thì mình sẽ rút gọn luôn để được phân số tối giản cuối cùng. Giờ câu số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 1. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 chứ, 1A chứ. Giờ thầy sẽ chép lại cái đề giờ bằng. Giờ như vậy là phép nhân thì thầy sẽ biến, phép chia thì thầy sẽ biến thành phép nhân, đúng không? 5/9 viết lại này. Chia đổi thành dấu nhân. Và 4/7 thì đảo ngược thành 7/4. Nhân 2 phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 5 x 7 là 35, đúng không? Và 9 x 4 là 36. Như vậy kết quả sẽ là 35/36, đúng không nè? Giờ mình sẽ qua tiếp câu B, đúng không? Giờ thầy cũng chép là cái đề. Giờ biến đổi bằng 1/5 viết lại. Phép chia biến đổi thành phép nhân. 1/3 đảo ngược thành 3/1, đúng không? Giờ bằng. Giờ nhân 2 phân số mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, đúng không? 1 x 3 là 3 và 5 x 1 là 5. Kết quả sẽ là 3/5, đúng không? Giờ tiếp theo câu C nha. Giờ thầy sẽ chép lại cái đề. Giờ bằng như vậy 1 1 thì mình giữ nguyên, đúng không? 1 thì mình có thể viết là 1/1 đi. 1 chính là 1/1, đúng không? Phép chia thì thành đổi thành phép nhân. Và 2/3 thành đảo ngược thành 3/2. Giờ bằng. Giờ như vậy 1 nhân cho 3/2 thì bằng 3/2 thôi, đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng là 3/2 nha. Giờ như vậy mình xong câu số 1. Câu số 1 này quá dễ, đúng không? Giờ câu số 1 này coi có em nào có kết quả giống như thầy, để là bình luận phía dưới video cho thầy bạn cũng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Câu số 2 tính theo mẫu nè. 3/4 chia cho 2. Như vậy 2 mình viết sẽ là 2/1, đúng không? Chia sẽ biến thành phép nhân, đảo ngược phân số phía sau dấu chia. 2/1 đảo ngược thành 1/2. Giờ nhân 2 phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 3 x 1 là 3, 4 x 2 là 8. Như vậy là mình ta có thể viết gọn như sau. Giờ mình sẽ bỏ bớt cái này, đúng không nè? Mình sẽ đi trực tiếp luôn. Như vậy là mình chia 1 phân số cho 1 số thì mình sẽ lấy cái số này mình nhân với cái mẫu, tử giữ nguyên, đúng không nè? Thế mình chia 1 phân số cho 1 số nguyên thì mình sẽ lấy số nguyên đó nhân với mẫu và tử vẫn giữ nguyên, đúng không nè? Như vậy là 3 giữ nguyên này, mẫu thì sẽ là 4 nhân 2, 3 giữ nguyên, 4 nhân 2 là 8, như vậy kết quả là 3/8, đúng không? Giờ như vậy là các câu ABC thì mình sẽ tính theo, mình sẽ tính là theo cái kiểu viết gọn nha. Giờ câu số 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 2 các em làm xong chưa nè? Em nào làm xong thì xem phải giảng bài.
giờ xem mình có đúng kết quả hay không nhé. Như giờ thầy sẽ viết là cái đề chia 5/7 chia 3 viết là giờ bạn. Như vậy là mình sẽ lấy cái số 3 này nhân với 7 và tử số 5 vẫn giữ nguyên nha, giống như cái mẫu thôi. Như vậy tử số là số này, còn mẫu chính là 7 nhân 3 nha. Giờ bằng như vậy 5 vẫn là 5 thôi. Giờ mẫu số 7 nhân 3 là 21. Như kết quả cuối cùng sẽ là 5/21, đúng không? Giờ tiếp theo câu B nha. Giờ thầy sẽ viết là cái đề chứ nha. Y là 1/2 chia 5. Ba. Như vậy là tử số 1 vẫn giữ nguyên ha. Mẫu sẽ là 2 nhân cho 5. Ba. 1 vẫn là 1, 2 nhân 5 là 10 đúng không? Như vậy kết quả là 1/10 nha. Tiếp theo câu C. Giờ thầy chép là cái đề chứ. 2/3 chia cho 4. 3. Như vậy là tử số vẫn là số 2. Mẫu sẽ là 3 nhân 4 đúng không? Như vậy ở đây sẽ bằng 2 vẫn giữ nguyên, 3 nhân 4 là 12 đúng không? Sau đó mình sẽ rút gọn nha. Mình thấy là 2 và 12 chia hết cho tử và mẫu chia hết cho 2. 2 chia 2 bằng 1, 12 chia 2 bằng 6, như vậy kết quả là 1/6 đúng không? Giờ như vậy mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn nha. Giờ câu số 3 tính 3/4 nhân cho 2/9 cộng 1/3. Như vậy ở đây có phép nhân, phép cộng, mình sẽ thực hiện phép nhân trước nha. Giờ sau đó mình thực hiện phép cộng sau. Nhân thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Mình thấy mình có thể rút gọn luôn cũng được ha. Giờ sau đó mình sẽ quy đồng mẫu số, mình tính bình thường. Câu B thì mình có phép chia, phép trừ. Như mình thực hiện phép chia trước, giờ thực hiện phép trừ sau. Chia mình sẽ biến đổi thành phép nhân, đảo ngược phân số phía sau dấu chia nha. Giờ sau đó mình thực hiện phép trừ sau. Giờ câu số 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 3. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ như là thầy viết là cái đề chứ. 3/4 nhân cho 2/9 đúng không nè. 3/4 nhân 2/9 cộng cho 1/3. Rồi nhân 2 phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu đúng không? 3 nhân 2 và 4 nhân 9. Giờ cộng cho 1/3 viết lại. Giờ như vậy là 3 nhân 2 là 6 đúng không? 4 nhân 9 là 36 cộng 1/3 viết lại. Giờ 3/36 mình thấy là rút gọn chia tử và mẫu cho 6 được đúng không? 6 chia 6 được 1, 36 chia 6 được bao nhiêu nè? Bằng 6 đúng không? Như vậy là 1/6 cộng 1/3. Như vậy 1/3 này mình sẽ quy đồng mẫu số lên luôn nha. 1/3 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 2 sẽ thành 2/6 đúng không nè. Giờ bằng 1/2 cộng 3/6, 1/2 cộng 2/6, đây là cộng 2 con số cùng mẫu số, giữ nguyên mẫu số 6. Mình sẽ lấy tử cộng tử, 1 cộng 2 là 3. 3/6. 3/6 mình thấy giúp gọn chia tử và mẫu được cho bao nhiêu? Chia được cho 3 đúng không nè.
như là mình sẽ lấy giúp gọn cho 3 nha. 3 chia 3 bằng 1, 6 chia 3 bằng 2, thì kết quả cuối cùng sẽ là 1 bằng 2 nha. Giờ tiếp theo thầy sẽ làm câu B nha. Giờ trước hết thầy cũng viết là cái đề 1 phần 4 chia 1 phần 3. Trừ cho 1 phần 2. Giờ 1 phần 4 mình viết lại nha. Phép chia mình đổi thành phép nhân. 1 phần 3 mình đảo ngược thành 3 phần 1. Giờ trừ 1 phần 2 mình viết lại. Giờ như vậy nhân hai phân số thì mình lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 1 x 3 là 3, 4 x 1 là 4, như 3 phần 4. Trừ 1 phần 2 viết lại đúng không? Giờ bây giờ đây là phép trừ hai phân số, mình sẽ đi quy đồng mẫu số. Như vậy là 3 phần 4 mình sẽ viết lại. 1 phần 2 thì mình sẽ quy đồng mẫu số bằng cách nhân tử mẫu cho 2 đúng không? 1 phần 2, 1 x 2 là 2, 2 x 2 là 4, như 4 phần 2. Đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 3 trừ 2 bằng 1 đúng không? Mẫu số 4 giữ nguyên. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 1 phần 4 nha. Giờ câu số 3 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 nha. Tiếp theo là câu số 4, một mảnh vuông hình chữ nhật có chiều dài là 60m, chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Tính chu vi diện tích của mảnh vuông. Như vậy người ta cho chiều dài là 60m đúng không nè. Chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Như vậy mình sẽ tính chiều rộng của hình chữ nhật trước bằng cách lấy 60 nhân cho 3 phần 5. Có nghĩa là mình lấy 60 nhân 3 chia 5, hoặc là 60 chia 5 nhân 3 trước cũng được nha. 60 nhân 3 bằng 180, chia 5 thì sẽ ra yeah, đúng không. Như vậy mình có chiều dài chiều rộng, mình sẽ tính được chu vi và diện tích của mảnh vuông đúng không nè. Giờ câu số 4 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 4, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ trước hết thầy sẽ tính chiều rộng của mảnh vuông hình chữ nhật. Chiều rộng mảnh vuông hình chữ nhật lẻ. Chiều rộng mảnh vuông hình chữ nhật lẻ như vậy mình sẽ lấy 60 nhân cho 3 phần 5 đúng không? 60 nhân cho 3 phần 5. Giờ các em có thể là nhân trước giờ chia sau, hoặc là chia trước rồi nhân sau cũng được nha. Nếu các em lấy 60 chia cho 5 thì sẽ bằng 12 đúng không? 12 nhân cho 3 thì bằng 36. Mình chia trước thì số nó sẽ nhỏ hơn. Như vậy kết quả sẽ là 36 mét đúng nè. Mình chia trước thì số nó nhỏ hơn, còn mình nhân trước thì số nó lớn hơn. Giờ sau đó mình sẽ tính chu vi của mảnh vuông nha. Chu vi của mảnh vuông. Mảnh vuông hình chữ nhật là chu vi thì bằng cái gì nè, mình sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2 đúng không nè. Như vậy là 60 cộng 36 thì bằng bao nhiêu? 60 cộng 36 thì bằng 96 đúng không nè. 96 nhân 2 thì bằng bao nhiêu nè? Bằng 192 đúng không nè. Như vậy kết quả là 192 mét nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ tính diện tích của mảnh vuông. À,
Diện tích thì sẽ hình chữ nhật thì mình sẽ tính bằng công thức nào này. Mình lấy chiều dài nhân chiều rộng đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy 60 nhân 36 nha. Giờ các em tính nhé. Hoặc là tính nhẩm một là giấy nháp tính cũng được. Rồi các em lấy giấy nháp cho mình tính xem bằng bao nhiêu. 60 nhân cho 36 sẽ bằng bao nhiêu? Các em tính ra chưa nè? 2160 đúng không nào? 2160. Đơn vị là gì nè? Chiều dài là mét, chiều rộng cũng là mét, như vậy diện tích sẽ là mét vuông đúng không nè? Giờ đáp số nha. Bây giờ đáp số câu này sẽ là 2160 mét vuông đúng không nè? Giờ như vậy là mình câu số 4 này có em là có kết quả giống như thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy bạn cùng xem nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em toán lớp 4 trang 137, 138 phần liền tập trung nhé. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.